Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, trong tháng 12 âm lịch thì quý anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được ông trời ban cho nhiều phúc đức. Không những con giáp này may mắn mà tài lộc cũng dồi dào. Mà đặc biệt đó là vào nửa đầu tháng 12 âm lịch thì quý anh chị tuổi Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cơ hội làm giàu có 102. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 12 sẽ gặp được quý nhân giúp cho cuộc sống của họ có một bước sang trang mới. Và sau đây thì xin mời tất cả quý anh chị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của mình trong tháng 12 âm lịch để nắm bắt quý vị nha. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh tang đố mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc đến người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc. Họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở để đạt được mục đích, giúp cho công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng này vận trình sự nghiệp công việc tài lộc không được thuận lợi như ý. Những người sinh năm 1972 cần phải cẩn trọng từng đường đi nước bước của mình bởi xung quanh có nhiều tiểu nhân chỉ chờ bạn sai chân để chọc gậy bánh xe. Tài lộc tháng này kém nhiều, mức chi nhiều hơn mức thu, bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Nhâm Dương Thủy gặp Tân Âm Kim gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Quý anh chị thân mến, trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ cần phải cẩn trọng con đường công danh sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận thì cần phải chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn, có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 cho thấy tháng này, xét về vận trình công danh sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Bạn vẫn đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại. Tuy nhiên, tháng này chính là cơ hội tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân với việc học cao lên, nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao.
Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn đó là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sẽ có sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng miễn là bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần phải để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bất ổn. Gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 12 âm lịch này, may mắn khá tốt cho tình yêu và mối quan hệ. Bạn có thể chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc là kết hôn. Những ngôi sao tốt lành sẽ giúp bạn mang lại kết quả tốt trong tình yêu. Nhưng đôi khi, bạn có thể có xung đột đối với đối tác của mình về những vấn đề tầm thường. Nếu bạn là một phụ nữ đã có chồng, bạn có thể đấu tranh giữa một mối quan hệ không chung thủy và cuộc sống gia đình, có thể dễ dàng đi sai đường. Do đó, bạn phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết, có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần mà mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình cùng với vợ chồng của mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc cha mẹ, hãy làm những tấm gương tốt để cho con cái noi theo. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục hợp Tý, Tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục, Xung mùi, Hình tuất, Hại ngọ, Phá thìn, Tuyệt mùi. Đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu ngọ, có nạp âm là Thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh ngọ, có nạp âm là Lộ bàng thổ. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm ngọ, có nạp âm là Dương liễu mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của tiết kiệm vào những việc nên cần thiết phải chi và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với tuổi Nhâm Tý trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy.
Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, quý anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Nhâm Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Nhâm Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Nhâm Tý 1972. Qua đó thì quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được kiến thức bổ ích này quý vị nhé. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Và mọi thắc mắc gửi về chương trình thì quý vị vui lòng để lại ở phần bình luận cũng như là liên hệ trực tiếp đến số hotline để được hỗ trợ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.